ơi, Miko nãy giờ không tới bắt được ba con Pokemon rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Thiệt tình, thế bạn đi đâu nữa? Ê, đứng lại, đứng yên đó. Rồi, bán được rồi, hay quá. Ủa, bạn? Nó tự nhiên tới đây. Hay quá, hậu nhiên thiên lý năng tương ngộ. Tự nhiên Miko rủ tôi ra đây. Nói là đi giải ngố. Giải ngố ạ? Dạ, bây giờ tôi đã hiểu chữ giải ngố là gì rồi, là giờ là dành cho ông đó. Miko, ủa, giải ngố, tôi giải xong rồi mà. Cái mặt ông chỉ giải khác được thôi, chứ chưa giải ngố được. Thì ngày hôm nay, ơi, và nó bơ sẽ giúp cho ông cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn trước khi đối diện với những cô gái đẹp. Có dám tiên bộ bố trước mặt vợ câu đó không? Thì đâu có vợ ở đây đâu. Mà quan trọng là tôi vì bạn, tôi tốt vì bạn, nên bạn phải nghe lời tôi. Để chiếm được trái tim của một người phụ nữ, phải đi qua cái bao tử, mình phải đi qua cái đường đồ ăn. Phụ nữ rất thích ăn vặt. Đúng không? Đó. May và hòn, thấp hơn. Chương trình Du lịch Kỳ Thú sẽ giao cho các bạn một nhiệm vụ, đó là khám phá ít nhất 5 món ăn độc lạ của nước ngoài đang có mặt ở Sài Gòn. Nước ngoài hả? Nước ngoài lúc nào vậy? Chính vì vậy mà Du lịch Kỳ Thú sẽ Mỹ không ở Việt Nam thôi. Cho bạn một khoản tiền, đó là có mỗi tiền người có tiền sẽ có 100.000, là tổng cộng sẽ có 200.000. Năm món nha mày. Năm món nha trời, 4.000 món nha trời. Rồi giờ đi đâu? Còn bây giờ 5 món rồi, đi tới đâu thì đi tới bao giờ nó mới tới? Có coi chuyện 7.000 đồng chưa? Có. Biết cái thế mà lưỡng lòng nhất thể không? Ý nói là dịch chuyển tức thời hả? Ờ. 1, 2, 3 đi. Trời ơi, chuyến mà ngày chốc luôn hả? Ngày kia là ra. Bây giờ tụi mình đang cần tìm một món ăn á, nước ngoài mà ngon, bổ, rẻ. Thì mình thấy có một cái loại bánh crust. Thế mình biết làm bánh này ở tầng nghề luôn. Cái bánh này. Dạ, bánh chiên à? Chỉ mình làm được không? Dạ được ạ. Ai vô bếp ta làm luôn. Rồi giờ thôi. Leo vô. Rồi bạn giữ cái bánh. Giữ. Cái bột mình trộn rất là đặc biệt, nó rất là dai. Hay quá. Ủa sao không vô? Cái xong cái này người ta sẽ rắc miếng đường lên đúng không? Thì ông kia ông đòi vô chứ. Đói không chết là mẹ ơi, khách giờ mẹ ơi. Từ trời ơi, đâu phải nóng luôn là được cái bánh. Đói quá, hôm nay thử việc thôi nha. Ồ, mình thử làm này nha. Thơm quá. Wow. Trời đây. Ủa, ông muốn khuyến mãi thêm cái hả? Ngon không? Ngon thiệt không? Thiệt. Dạ. Giá thành một cái bao nhiêu vậy? Cái đầu tiên là giòn. Tại vì nó chiên bằng dầu mỡ mà. Cái thứ hai là cắn vô là cái miếng bột bên trong nó tỏa hương, mùi hương ra liền. Thơm cực kỳ. Có mùi quế nè. Ừ. Ăn rất là nóng, rất là giòn. Được món rồi đó. Ừ, đúng tiêu chuẩn luôn. Đúng. Hay quá. Dạ. Yeah. Còn 160.000. 1, 2, 3. Yeah. Nhẹ nhàng. Chắc được chết với hai ông. Hạ cánh an toàn. Dạ. Như đây là gì vậy? Anh ơi, tại sao anh lại có nguồn cảm hứng để mở lên một cái nhà hàng với phong cách Hồng Kông như vậy ạ? Do là gia đình là người gốc Hoa. À. Đi du lịch thường xuyên về thì thấy ở Việt Nam chưa có ai buôn bán thì mình. Dạ. Dạ. Cái này là phá lấu bò. Em cũng ăn thử. Cái này là cá đi bò. Lấu này đi rồi nha. Đó, quay bò luôn hả? Cái địa chỉ đi. Thôi nè, thôi đi bò. Nấu trà với thảo mộc. Wow. Trứng. Actor. Trời ơi, hấp dẫn vậy. Bây giờ cái thử thách của tụi em á là chỉ có 40.000 cho một món ăn mà thôi. Dạ. Mà nhiều món ngon quá, em biết lựa món nào đấy. 40 thì mình ăn được 2 món rồi. Anh ơi, bây giờ mình có thể nào làm theo các cách này được không anh? Thay vì là một phần anh bán 20.000 thì một phần anh giảm lại còn phần tư anh bán 5.000 được không? Em mua. Hay quá ha, dẫn gái đi ăn kiểu đó nè. Không được. Được không anh? Vậy thì thôi mình lấy cục này đi với cục này. Dạ, một phần. Cảm ơn tụi mày rất nhiều. Đây đây. Anh ơi, mấy món ăn này là lâu đời nhất của Hồng Kông rồi đúng không anh? Lâu đời thì mình không biết, nhưng mà cái này thì nó gọi là đặc trưng của Hồng Kông. Gia đình thì người gốc Hoa, cho nên là ăn từ nhỏ tới lớn thì nó cũng quen. Dạ. Rồi. Ăn thôi. Khoan khoan. Cái đặc biệt là cái đậu hũ thúi. Tớ đã nghe cái tên đậu hũ thúi này từ rất lâu rồi mà giờ bữa nay tớ mới được ngắm nó. Mà nó thúi thiệt không? Cắm đồ ngửi rồi chứ. Cái gì vậy ba? Ví dụ Việt Nam chúng ta cũng chao đi. Người nước ngoài cũng đâu ăn chao thúi lắm. Đúng không? Cái mùi nó thì kỳ. Nhưng mà ai ăn quen rồi rất là ngon. Ngon. Ngon mà. Ngon ngon.
ngon thú thiệt. Đậu hũ giòn, cái ngon cái ngọt của tôm này nó thơm lên nữa. Đã quá. Nó đang là món ăn Hồng Kông rất gần gũi Việt Nam mình. Dễ ăn lắm. À, chào hai bạn. Hai bạn có thường hay tới đây ăn không? Hôm nay là lần đầu của em. Lần đầu luôn hả? Mình cũng lần đầu nè. Cảm giác nè. Lần đầu thì ngon. Dạ. Tại nó cũng hơi là lạ với em. Là làm sao bạn biết tới nơi này? Em cũng qua bạn giới thiệu. Cho mình hỏi xíu, nó hơi riêng tư xíu. Hai bạn là gì của nhau? Dạ, đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Giống như ông với mì cô vậy đó. Tiếng xa hơn nữa phải đi qua bao tử chứ. Mà cỡ bà mì cô phải đi cả trăm lần mới qua được. Trời ơi, mình bỏ qua. Chúc anh em ăn. Cái gì đâu? Tặng hai anh thì ở đây là trà chanh Hồng Kông. Wow. Trà chanh Hồng Kông. Tặng luôn. Vậy mà đạo diễn không tính cho tôi cái món này luôn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn Tâm Mì. Ồ, không tốn tiền luôn hả? Không tiền. Mẹ còn dịch chuyển hết tập. Bây giờ mình dịch chuyển liền hả? Ừ. Mẹ trai có gì sai? Yeah. Wow. Đây là đâu? Mà ly nước tôi đâu? Ồ, hay quá. Biến cái ra chợ Bến Thành luôn. Cái chủ đề chính của chúng ta đồ ăn quốc tế đâu? Vậy tại sao vậy? Tại sao đã là tê lê bò, không tê lê bò ngay tại điểm này cho rồi đi bộ nguyên đoạn xa chi vậy? Đi bộ để thưởng thức được cái không gian về buổi tối của chợ Bến Thành. Đây nè, tại đây khám phá thế giới ẩm thực Street Food Market tại Bến Thành. À, món Ý. Wow, quê công Italia kìa. Rồi, cho mình tới 60 ngàn ông ơi. Tiramisu 335 ngàn nè. Ê, bánh chuối ngon quá ông ơi. Không lẽ mua nửa cái 70 ngàn. Do you have a pizza, Nutella, banana, just a small size? All if you want, I make for you, no problem. Okay, small size, about how much? How much? Yeah. Normally 70, 50, 40. 40? Yeah! 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 Yeah. Yeah. Okay. That's good! Why you sell Italy food? Maybe you know Vietnamese near Cambodia and make same food Cambodia. Yeah. Same for me, I'm French but near Italy. Yeah. And I make food same Italy. And how about your business in Vietnam? Yeah, very good. I like Vietnam. I'm here because I like Vietnam. Really. It's a very good town. And easy for make business, and all people is very, I don't know the name in English. Close, yes. Yeah, very close, very happy. All the people like me, she's all time. Same she. Thank you. She make in 8 minutes, okay. 8 minutes? Yeah. 8 minutes. I go and I serve you. Okay. Okay, see you later. Hợp lý. Ý, có món dưới 40 ngàn rồi ông ơi. Em ơi, cái mù binh á, cái thịt heo xiên á, là 10 ngàn là một xiên hả? Mình mua 2 xiên thôi. Thì còn 20 đúng không? Ừ. Có, ví dụ như bên đây mình ăn lố được không ta? Lố 5 ngàn được không? Tự bỏ thêm 5 ngàn vô đúng không? Không có được, tự phạm quy. Vậy hả? Vậy nói bớt khẩu phần lại cho đủ 5 ngàn nữa hả? À, được không em? Hết tôm kho ăn gỏi với đậu phộng cũng được. Ok, là được 30 không? Đó, giờ đi phải trả giá này lý. Không? Yeah. Vừa khớp luôn, quán vừa hết tôm kho. 5 món đủ rồi. Sao là gì? 5 quốc gia là những 5 món ăn của 5 quốc gia khác nhau. Trời đất ơi, lúc đầu ông chỉ nói 5 món ăn, bây giờ ông chọn thêm 5 quốc gia luôn ông ơi. Đạo diễn mà. Ok. 5 quốc nữa mình quay lại. Ui, một nước nữa. Bây giờ là món này món tráng miệng của mình nè. Tôi thích dầu. Mình thích dưa lưới. Trộn hai mùi là được không ạ? Mình mix hai vị ở đầu là 40 ngàn ạ. Rồi xong. Rồi, cảm ơn em. Cầm đi. Wow. Đây là món kem được chế biến theo đúng hương vị của Hàn Quốc đúng không ạ? Và đây cũng là món kem xuất xứ từ Hàn Quốc luôn. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ mình đi đáy đồ Thái. Món Thái đã xong. Xong. Yeah. Em ơi, cho anh hỏi, chủ của mình là người Việt hay người Thái về? Đúng là người Thái. Người Thái luôn. À, em cảm giác cái món ăn Thái với món ăn Việt giống và khác nhau những điểm nào? Không phải là món ăn Thái nó cay hơn. À, món ăn Thái thì cay hơn. Đặc trưng nó là cay. Phải cay. Chua nữa. Cay chua, đúng rồi. Dạ, chính xác. Thôi, cảm ơn em. Giờ mình đi qua lấy cái bánh Ý. Ê, sao ăn mất của tôi rồi? À, nó nhiều quá, tôi mới ăn thôi. Trời. Nè, cho cậu bù lại cái dâu nè. Trời ơi, thương nhau ghê. Đấy. Đó, thương nó đớp một cái là hết luôn á. Anh em đó. Anh em ta là một gia đình đó. Hello. It's done. Yeah, it's done. Yeah. Gỏi đâu đủ.
Đó, vừa đủ 200 ngàn Que si. Ăn 5 quốc gia với gần 10 món ăn khác nhau. Mời tất cả mọi người có thể cùng nhau áp dụng cái công thức ngày hôm nay của hai chàng trai vui tính, đó là Mây và Bơ, để có thể khám phá được những nét đẹp của văn hóa ẩm thực đường phố của nước ngoài. Bên cạnh đó sẽ giúp cho những chàng trai FA giống như Mây đây sẽ kiếm được người yêu lý tưởng mà mình mong muốn. Và các bạn đã hiểu lý do tại sao mà anh ấy vẫn độc thân đến tận bây giờ. Với cái tính cách này chắc phải ế cả năm, có thể là ế cả kiếp luôn. Thôi ăn đi. Khổ ghê á. Trời ơi, coi cái miệng quá luôn á. Đói bụng không, quá. Bây giờ hỏi hỏi ý kiến mọi người nè. Là với một cái bí kíp mà từ trái tim phải đi qua cái bao tử trước. Đúng. Thì có cái thực đơn vậy là có cua được bạn gái không? Theo tôi là tôi thấy được. Bởi vì ăn được nhiều món lạ mà kiểu gì cũng phải được chứ. Vui đúng không? Vui cứ đúng không? Trong mỗi cái món là mình thể hiện cái tâm tư tình cảm của mình. Trời ơi, cua thì cua được. Nhưng mà đó chỉ là buổi hẹn đầu tiên thôi. Buổi hẹn đầu tiên là chết liền luôn á em. Buổi hẹn nhau vậy đó. Là buổi hẹn đầu tiên mà anh dắt người ta đi quá nhiều. Thứ hai, mua mọi thứ một chút xíu ăn không đủ. Một mình ăn thì ăn. Thì em nghĩ là thay vì vậy giờ mỗi ngày mình sáng tạo một món, mình dắt ví dụ như ngày hôm nay mình dắt đi ăn món Hồng Kông nè. Làm sao mình đi dắt ăn món Thái nè. Nếu vậy thì được, nếu vậy chấp nhận. Không, nói vậy cũng rất là phiêu lưu. Tại vì lỡ như mà anh dắt có một món thôi á mà đúng cái món đó cô đó không thích là mất điểm liền. Trong khi có nhiều sự lựa chọn á, cái món tàu hủ thúi mà không được cái tự nhiên qua cái kem em thích. Cái là em lại dành tình cảm cho anh. Chứ nếu không mới ngày đầu tiên anh đành mất điểm liền. Vậy. Hay quá. Cho hỏi cái quán đậu hũ thúi nằm ở đâu. Đúng rồi, em thèm, trời, em thèm lắm. Kỳ đó, ai cũng chơi món đó mà sao giờ cuối cùng ai cũng hỏi là sao. Nhưng mà ta? Đúng nhưng là mà... ngộ. Giống như là con gái tâm lý rất sợ ma, lại rất thích coi phim ma. Nghe đậu hũ thúi, trời ơi thắng nhau vậy anh, dẫn đi ăn nha. Đó. Không, nhưng mà em có thắc mắc vậy nè. Ví dụ như sầu riêng nhiều người thích ăn nhưng mà người khác lại kêu cái mùi thối. Thì anh thật sự cái thấy cái mùi đó là mùi, mùi đó kỳ chính kỳ xác là mùi thum thủm. Ví dụ như là người nước ngoài họ có thể không ăn được mắm của mình đó. Mắm tôm, mắm ruốc rồi đó. Là chạy được nguyên. Em thắc mắc cái bánh đầu tiên nữa. Nó có giống giò cháu quẩy không? Khác, ăn ngon lắm. Em thấy nó đặc hơn thôi đúng không? Ờ. Cái bánh đó trong cái ruột nó đặc như một cái bánh mì nhưng mà cái mùi vị nó thơm hơn, nó ngọt ngọt. Nó thơm thơm, nó béo béo. Ở ngoài nó ém vào lớp đường nữa, rất là ngon. Cái bột dẻo ngon. Có vị quế nữa đúng không? Đúng rồi, tại vì người em hối hận quá, biết vậy em phải đi cái chuyến này. Tóm lại là hy vọng qua chuyến đi vừa rồi thì sẽ giúp cho các bạn sinh viên sẽ có được những lựa chọn hợp lý nhất, vừa thỏa mãn được bao tử, vừa chiếm được trái tim của những người con gái đam mê về ẩm thực. Wow.